Rồi tin Lý Hải bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc, người trong cuộc có động thái gây ngỡ ngàng. Liên quan đến vụ hơn 20 golfer bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc, nhiều thông tin lan truyền cho biết Lý Hải cũng nằm trong số này. Ngay lập tức, đại diện Lý Hải và bà xã nam ca sĩ đạo diễn đã lên tiếng phản hồi. Vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc triệt phá ổ đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức chơi poker. Lực lượng chức năng bắt 22 người về trụ sở để phân loại, làm rõ các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng ca sĩ, diễn viên Lý Hải cũng liên quan đến vụ đánh bạc này khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ thông tin một nam ca sĩ kiêm diễn viên, đạo diễn và là nhà sản xuất nổi tiếng nằm trong số 22 người bị bắt vì tham gia đánh bạc ở Vĩnh Phúc. Dù chưa rõ thực hư, nhưng nhiều tài khoản mạng xã hội khẳng định đó là Lý Hải. Để sự việc không đi quá xa, phía đại diện Lý Hải đã lên tiếng trả lời về vụ việc. Lý Hải dù không lên tiếng trực tiếp, nhưng người đại diện của Lý Hải khẳng định nam diễn viên không liên quan đến vụ việc bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Chúng tôi không liên quan đến vụ việc, anh Lý Hải vẫn đang làm hậu kỳ cho phim và mới quay nhạc phim cho phim xong. Gần nhất Minh Hà có livestream cảnh cô và Lý Hải trong phòng thu âm. Từ trước đến nay, anh Lý Hải chưa bao giờ chơi cờ bạc, kể cả trong các dịp lễ Tết. Thời gian này Lý Hải cũng đang rất bận rộn, thậm chí còn không có thời gian ăn ngủ thì lấy đâu ra thời gian để làm việc khác. Tôi xin khẳng định tin đồn trên là sai sự thật, phía Lý Hải khẳng định. Người đại diện của nam nghệ sĩ cũng cho biết thông tin này được lan truyền từ mấy ngày nay. Tuy nhiên, vợ chồng Lý Hải Minh Hà không muốn lên tiếng vì sợ sẽ bị ảnh hưởng giả nghi ngờ pro cho phim mới. Người này nói thêm, thời điểm tin đồn xuất hiện anh cùng Lý Hải tham gia các sự kiện, livestream và chia sẻ hình ảnh trong phòng thu trên trang cá nhân. Vì thế, phía Lý Hải mong mọi người đừng đồn thổi sai lệch oan ức cho Lý Hải. Trao đổi với Thanh Niên, Minh Hà, vợ Lý Hải cũng phủ nhận thông tin nam ca sĩ liên quan đến đường dây đánh bạc ở Vĩnh Phúc. Cô cho biết vụ việc không ảnh hưởng nhiều, song vì không muốn câu chuyện bị đẩy đi xa nên vợ chồng diễn viên trọn đời bên em quyết định lên tiếng. Theo lời Minh Hà, cách đây vài ngày đã có tin đồn cho rằng Lý Hải đánh bạc ở Vĩnh Phúc và bị bắt. Khi đó cô đã livestream ghi lại cảnh nam diễn viên làm việc như một cách phủ nhận thông tin. Gần đây mọi người chia sẻ một clip và khẳng định người trong video là anh Hải. Khi mọi người hỏi, tôi mới lên tiếng chứ không muốn lùm xùm. Mọi người nói nếu tôi không lên tiếng thì việc này sẽ bị đẩy đi xa, cô chia sẻ. Nói về phản ứng của Lý Hải khi nghe tin, Minh Hải cho biết chồng cô còn khẳng định bản thân đó giờ không thích đánh bạc. Bạn bè, gia đình ai cũng biết anh Hải không thích đánh bạc, kể cả chơi vui. Hiện tại anh Hải đang rất bận vì còn đúng một tháng nữa là phim mới ra mắt rồi, cô nói. Đồng thời, vợ Lý Hải cũng phủ nhận chuyện mượn ồn ào này để pro cho dự án điện ảnh sắp trình làng trong tháng tư tới. Chia sẻ với Vietnamnet, Minh Hải cho biết chị và gia đình có đọc thông tin về một ca sĩ, đạo diễn, kim diễn viên bị bắt ở Vĩnh Phúc vì đánh bạc. Dù không công khai cụ thể danh tính, nhiều người đồn đoán người bị bắt chính là Lý Hải. Theo Minh Hà, tin đồn được lan truyền cách đây một tuần, sự việc kỹ thực sự rầm rộ khi một số tài khoản mạng xã hội TikTok lấy về, cắt ghép và đăng tải dưới nhiều hình thức. Vợ chồng cô đã livestream đính chính sự thật, tránh khán giả hiểu lầm và có dư luận không tốt. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz, không chỉ thành công trong cuộc sống hôn nhân, cả hai còn gặt hái được vô số cột mốc ấn tượng trên con đường nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực phim ảnh với series Lật Mặt vô cùng ăn khách. Sắp tới đây, cặp đôi tiếp tục ra mắt bộ phim Lật Mặt 6, tấm vé đền mệnh với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Quốc Cường, Trung Dũng, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 28 tháng 4 năm 2023.